Hoàng kính chào quý khán thính giả. Mời quý vị đến với bản tin tối thứ năm của Đài Á Châu Tự Do với những tin tức đáng chú ý trong ngày. Việt Nam sẵn sàng thảo luận về nhân quyền với EU và Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Jim Webb sắp công du một số nước Đông Nam Á. Kính thưa quý vị, Việt Nam sẵn sàng trao đổi đàm phán về vấn đề nhân quyền với các nước EU và Hoa Kỳ. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố điều này trong cuộc họp báo hôm nay tại Hà Nội. Bà Nguyễn Phương Nga xác định nhân quyền tại Việt Nam được tôn trọng trong hiến pháp cũng như trong thực tế, bà nhấn mạnh rằng các nước có những quan điểm khác nhau về nhân quyền, nên bà tin là đàm phán cởi mở và thẳng thắn sẽ giải quyết được sự khác biệt này. Trong khi đó, thưa quý vị, người đứng đầu ngành ngoại giao của Liên Hiệp Châu Âu hôm thứ Năm yêu cầu Việt Nam tôn trọng quyền tự do, bày tỏ chính kiến và kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ông Phạm Minh Hoàng bà Catherine ngỏ ý quan ngại sâu xa về bản án của ông Phạm Minh Hoàng, đồng thời nhấn mạnh rằng bản án này theo sau những vụ giam giữ những người hoạt động dân chủ trong thời gian qua là không phù hợp với quyền căn bản của một người về bày tỏ chính kiến ôn hòa. Bà kêu gọi Việt Nam tôn trọng quyền tự do bày tỏ chính kiến cho đúng với những nghĩa vụ đối với quốc tế và trả tự do cho giáo sư Phạm Minh Hoàng, một công dân của Liên minh châu Âu. Pháp đã kêu gọi Việt Nam xét lại bản án, trong khi tổ chức phóng viên không biên giới cũng kêu gọi Việt Nam dừng xu hướng mà tổ chức này gọi là nguy hiểm và theo phong cách Trung Quốc. Thưa quý vị, nhắc đến Trung Quốc, vị dân cử Mỹ từng phản đối Trung Quốc sử dụng vũ lực trên biển Đông, nghị sĩ Jim Webb sắp công du một số nước Đông Nam Á, thảo luận vấn đề biển Đông với Việt Nam. Văn phòng ông vừa thông báo tin này hôm thứ Tư là Chủ tịch Tiểu ban Đông Nam Á-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, ông Webb, sẽ sang thăm Thái Lan, Singapore, Indonesia và Việt Nam từ ngày 12 đến 25 tháng 8 này. Nhà dân cử Mỹ từng kêu gọi đàm phán đa phương để giải quyết vấn đề Biển Đông sẽ gặp gỡ các nhân vật lãnh đạo của các nước Đông Nam Á, bộ trưởng ngoại giao, các cấp lãnh đạo quân sự và những nhân vật kinh doanh nổi tiếng. Đặc biệt, tại Việt Nam và Indonesia, ông Webse sẽ bàn thảo về vấn đề tranh chấp tại Biển Đông. Trở lại Việt Nam, thưa quý vị, hội nghị trao đổi về an ninh biên giới các tỉnh phía Bắc được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức cùng với Ủy ban Nhân dân các tỉnh phía Bắc. Hội nghị diễn ra vào ngày 10 tháng 8 tại Sapa với sự tham dự của Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung tướng Trần Hoa cùng với 12 lãnh đạo các tỉnh, thành ở vùng biên giới và bờ biển phía Bắc. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng báo cáo trong 6 tháng đầu năm nay, các hoạt động vi phạm biên giới Việt Trung đã giảm so với những năm trước. Cũng theo báo cáo này, Việt Nam và Lào vẫn tiến hành dự án cắm mốc biên giới. Đến nay, hai nước đã xây dựng gần 400 cột mốc, đạt hơn 50% dự án. Về vấn đề kinh tế và tài chính thưa quý vị, Việt Nam có thể bị hạ mức tín dụng nếu không giải quyết những vấn đề kinh tế còn tồn tại, bao gồm cả lạm phát. Đây là phát biểu của ông Andrew, trưởng bộ phận đánh giá tín nhiệm quốc gia khu vực châu Á Thái Bình Dương của công ty lượng giá tín dụng Fitch. Theo ông, việc lạm phát cao ngoài lý do giá nông phẩm cao còn bắt nguồn từ chính sách tín dụng và chi tiêu công trong năm ngoái. Tình trạng này làm suy giảm dự trữ ngoại tệ và giảm lòng tin vào tiền đồng cũng như làm nản lòng các nhà đầu tư. Hiện nay, Fitch đánh giá khả năng trả nợ dài hạn của Việt Nam là B+, khả năng trả nợ ngắn hạn là B. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin truyền hình tối thứ năm. Vũ Hoàng xin kính chào và tạm biệt.